Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Táo Cảm Tạ. Hello. Bây giờ thì cùng lệnh Ngọc Hoàng, mình đang đến nhà Santa Rosa 106/11 Nguyên Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, ai đây, ai đây, mấy bạn có người. Hello, chào bạn. Ồ, ở đây có cái hang đá. Hang đá nhà bạn hả? Dạ, hang đá nhà của mình á. À, hang đá đẹp quá ta. À, hang đá giờ chưa đính làm á. À, nãy giờ quên giới thiệu. Mình là Táo Cảm Tạ. Mình có thể chuyển lời của bạn đến với cho chú Đính. Thì bạn có muốn nói gì với chú Đính không? Xin chào chú. Và con xin cảm ơn chú đã dành thời gian để làm hang đá cho tụi con. Hang đá rất là đẹp. Và nhân dịp mùa Giáng sinh cũng là năm mới, con chúc chú có một mùa Giáng sinh thật vui vẻ, an lành bên gia đình. Dạ, đối với con thì con rất cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ tụi con để tụi con có được món ăn như vậy, con rất là vui. Cô chú ơi, con cảm ơn cô chú rất là nhiều vì cô chú đã giúp đỡ cho tụi con từng miếng ăn để cho chúng con có sức khỏe, để chúng con tiếp tục học tập và tiếp tục theo đuổi cái ơn gọi của mình. Cảm ơn các cô, các chú. Chúng con cảm ơn cô chú hôm nay đem tới cho chúng con rất là nhiều rau. Cảm ơn cô chú đã giúp đỡ chúng con và sau lưng con làm thùng gạo lúc nào cũng được đầy. Con chào các cô chú, nhân dịp năm mới này con cũng xin gửi lời cảm ơn đến các cô chú đã dành thời gian quan tâm đến chúng con, giúp đỡ cộng đoàn của chúng con. Và riêng con thì con cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến cô Tuyết và cô Xuân đã tạo công ăn việc làm cho chúng con. Nhân dịp năm mới này con cũng xin kính chúc các cô chú có một năm mới an khang thịnh vượng, có nhiều sức khỏe, sự bình an và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Sắp đến Tết rồi thì con chúc cô chú sáng luôn luôn mạnh khỏe, bình an và đạt được nhiều thành công trong công việc đi. Rồi sau đó là được rất là nhiều ơn lành của chú dành cho cô chú. Con hy vọng là với tất cả những tấm lòng và những sự giúp đỡ của cô chú thì cô chú cũng có được niềm vui cho mình. Và với chúng con thì đó là một niềm vui rất lớn và chúng con sẽ vẫn luôn nhớ ơn và cầu nguyện thật nhiều cho cô chú nha. Một lòng dâng kính Thiên Chúa Cha muôn lời cảm mến, vì ngàn hồng ân Chúa thương ban chuỗi ngày trong đời. Bao năm tháng qua con được sống trong ân tình Cha.